Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Hôm nay lại là Chủ nhật và chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tech Answer để xem các bạn đã để lại những câu hỏi gì liên quan đến những sản phẩm gì. Và nếu như các bạn đang có những câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy để lại ngay phía dưới phần bình luận của video để mình sẽ tổng hợp và chia sẻ trả lời cho các bạn ở số video tiếp theo nhé. Và bây giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu video. Alo alo và cảm ơn Di động Mỹ đã tài trợ cho số Tech Answer lần này. Nếu các bạn đang muốn mua những chiếc máy đến từ Samsung hay là đến từ Apple thì có thể tham khảo tại Di động Mỹ thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Giá bây giờ thì cũng đã khá là thơm rồi. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn Long Đinh. Bạn để lại là mình đang phân vân giữa Samsung Galaxy Note 10 5G và chiếc iPhone 10R, không biết lựa chọn chiếc máy nào. Thế nhưng mà có một cái rất là quan trọng, đấy là về cái nhu cầu và mục đích sử dụng của bạn là gì thì bạn lại không để lại. Thế nên là mình khá là khó để tư vấn với những cái câu hỏi như thế này. Nên các bạn lưu ý nhé, khi mà để lại câu hỏi, các bạn nên để lại cái nhu cầu sử dụng của bạn để mình sẽ có thể tư vấn một cách cụ thể nhất. Còn nếu như là mình với hai chiếc máy này thì mình chắc chắn sẽ lựa chọn Samsung Galaxy Note 10 5G bởi vì nó hơn rất nhiều so với con iPhone 10R. Thứ nhất, nó hơn ở cái trải nghiệm màn hình. Khi mà Samsung Galaxy Note 10 5G nó sẽ có cho các bạn đấy là màn hình với độ phân giải là Full HD, tấm nền Dynamic AMOLED và các bạn sẽ có màn hình đục lỗ cong hai bên, nhìn nó rất sexy và nó rất là gọn gàng. Hay ngay cả những cái trải nghiệm về màu sắc thì màn hình của Samsung Galaxy Note 10 5G nó cũng mang lại cho các bạn là đã hơn. Cái thứ hai đó chính là ở phần mặt lưng. Mặt lưng của Samsung Galaxy Note 10 5G nhìn nó tinh tế và nhìn nó sang, nhìn nó đẹp hơn rất nhiều so với cái mặt lưng của chiếc iPhone 10R. Thế nên đây cũng là một cái thứ nữa làm cho mình sẽ hướng tới chiếc Samsung Galaxy Note 10 5G và nhìn bản thân con Note 10 5G nó cũng nam tính hơn rất là nhiều. Con 10R thì nó sang theo kiểu là sang vì có táo, còn con Samsung Galaxy Note 10 5G nó sang theo kiểu đây là sang vì tinh tế, sang vì nam tính và sang vì nó sang trọng thế thôi. Cái thứ ba, đó chính là vòng đời của hai con này tính ra thì nó cũng sẽ xem với nhau. iPhone 10R còn khoảng tầm 3 năm hỗ trợ nữa và chiếc Samsung Galaxy Note 10 5G này cũng còn khoảng 3 năm. Đợt tới đây thì Samsung Galaxy Note 10 5G nó sẽ được lên One UI, hình như nó đã được lên rồi ấy, được lên One UI 4.0 này. Các bạn sẽ có cho chúng ta tiếp theo là 2 năm hỗ trợ các phiên bản và lỗi bảo mật. Thì nó cũng sẽ tương đương với chiếc iPhone 10R. 10R thì sẽ lên được thêm 2 bản iOS nữa. Nhưng mà mình thấy rằng có rất nhiều bạn chọn là ở lại phiên bản iOS cũ chứ không lên những phiên bản iOS đời mới. Thế nên về cái vấn đề này thì mình vẫn đánh giá là hai con này sẽ mang tới cho các bạn cái vòng đời được hỗ trợ phần mềm là tương đương với nhau nhá. Rồi cho tới việc hiệu năng thì nếu như các bạn lựa chọn phiên bản Hàn Quốc Note 10 5G thì nó chính là phiên bản Hàn Quốc. Nó sẽ có cho các bạn là con chip Exynos 9825. Các bạn sẽ có 12GB RAM và các bạn có 256GB nhớ trong. Thì đây cũng là một cấu hình nó ổn, nó tốt để cho các bạn có thể chơi những tựa game từ PUBG Mobile trở xuống. Từ PUBG Mobile trở xuống nhá, chứ còn trên thì nó sẽ đuối rất là nhiều. Và nếu như để mà chơi game tốt nhất ấy, thì các bạn vẫn nên lựa chọn một là 10R, hai là lựa chọn con Samsung Galaxy Note 10 phiên bản Mỹ thì sẽ có cái trải nghiệm hiệu năng tốt hơn. Nhưng đối với nhu cầu về công việc các thứ thì Exynos 9825 cũng đã là một con chip rất là đủ. Nó đủ nhanh, nó đủ tốt và nó đủ sức để giúp cho các bạn có những trải nghiệm mượt mà trên chiếc máy này. Nên tổng quan rất nhiều những yếu tố thì mình sẽ lựa chọn Samsung Galaxy Note 10 5G. Câu hỏi thứ hai là của bạn Còn Sáng. Bạn để lại là Samsung Galaxy A52s hay là iPhone 10s Max thì nên lựa chọn chiếc máy nào? So sánh tổng thể luôn ạ. Về tổng thể thiết kế thì con Samsung Galaxy A52s thì nhìn nó sẽ đẹp hơn so với cái con đấy chính là iPhone 10s Max. Nhưng mà về cái độ sang và cũng như là về cái nhận diện thương hiệu thì con iPhone 10s Max nó lại tốt hơn. Thế nên quan trọng là bạn muốn có một chiếc máy thiết kế mới mẻ hay là thiết kế nó kiểu là phải có táo rồi sang trọng các kiểu. Thế thôi, mình thì sẽ nghiêng ở phần thiết kế của con Galaxy A52s và dù sao nó cũng là một chiếc máy mới mà. Thứ hai đó chính là về phần màn hình thì Galaxy A52s ăn chắc ở cái phần này bởi vì màn hình của nó đẹp, độ sáng cao và các bạn sẽ có tần số quét lên tới 120Hz cùng độ phân giải là Full HD+. Tức là về độ phân giải rồi về kích thước các thứ thì nó có thể tương đồng với chiếc iPhone 10s Max, nhưng về cái tần số quét thì nó đã cao hơn gấp đôi để cho các bạn có những trải nghiệm mượt mà hơn ở trên phần màn hình. Nên cái này lại là một cái nữa Galaxy A52s ăn. Thứ ba đó chính là về hiệu năng. Thì có thể là về cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì cái con Galaxy A52s nó sẽ không ăn được con iPhone 10s Max, bởi vì 10s Max nó được tối ưu bởi cái hệ điều hành iOS và hiện nay thì cái iOS 15.2 nó rất là ngon rồi. Nên là
các bạn mở app hay là các bạn sử dụng hàng ngày chuyển qua chuyển lại với những hiệu ứng chuyển cảnh nó sẽ tốt hơn và nó sẽ đẹp và nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều so với con Galaxy A52s, mặc dù là con kia sẽ được bổ trợ bởi màn hình 120Hz. Thế nhưng mà khi mà tới với trải nghiệm về game gùm các thứ thì mình đánh giá rằng hai con này nó sẽ tương đồng với nhau, bởi vì là con Galaxy A52s ấy, con chip của nó cũng khá mạnh và nó cũng mang tới cho các bạn được một cái setting cao ở trong tựa game, và chơi game trong thời gian dài ấy, thì con Galaxy A52s nó sẽ ổn định tốt hơn ở cái mặt nhiệt độ, giúp cho chúng ta sẽ không bị khó chịu bởi là chiếc máy quá nóng giống như con iPhone 10s Max. Nên về tổng thể thì có lẽ là mình sẽ nghiêng về Galaxy A52s so với chiếc iPhone 10s Max. Câu hỏi thứ 3 là câu hỏi của bạn Chí Nguyễn. Bạn để lại là: anh ơi, iPhone 8 Plus Zin giá 6 triệu 5 thì có nên mua không ạ? Và mong anh làm video trả lời em. Thì ok, video đây này. Với iPhone 8 Plus bây giờ thì mình đang tham khảo giá trên thị trường nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 7 triệu cho tới 7 triệu rưỡi tùy từng máy và tùy từng tình trạng. Thì không biết là Zin này là Zin như thế nào, không biết là máy có phải là mua lại của bạn bè hay mua lại của cô chú hay là mua lại của những người thân quen hay không. Nếu chắc chắn đấy là máy của người quen và bán với giá 6 triệu rưỡi ấy, thì bạn hoàn toàn có thể mua được, bởi vì đó là một mức giá mà mình đánh giá nó thơm ở thời điểm hiện tại. Chứ còn nếu mà mua máy của cửa hàng bán ra với giá 6 triệu rưỡi mà bảo đây là máy Zin á thì khó lắm bạn ạ. Khó lắm, bởi vì riêng với máy 99% có thể là họ đã thay kính này, có thể họ đã mông má lại một tí ở phần viền này, hay là họ có thay quả pin các thứ bên trong, thì nó đã không được tính là một chiếc máy Zin rồi. Nó đã là một chiếc máy bị thay một cái gì đó rồi. Thì họ đã bán với mức giá 99% là khoảng từ 7 triệu trở lên, thì rất khó để cho một cửa hàng nó bán một con máy Zin keng với giá là 6 triệu rưỡi. Nên Zin này thì sẽ có hai trường hợp nhá. Nếu là của người thân bạn bè bán với giá 6 triệu rưỡi và cam kết máy Zin thì bạn có thể mua được. Còn cửa hàng thì giá đó mình không tin là máy Zin đâu. Câu hỏi thứ tư là câu hỏi của bạn Hải Phạm. Bạn để lại là: anh nghĩ sao về việc mua iPhone 11 Lock với giá 8 triệu, chỉ hơn 8 triệu. Với giá này thì có lẽ là nó quá là thơm cho một chiếc iPhone 11 Lock, đúng không ạ? Bởi vì với iPhone 11 quốc tế bây giờ nó lên tới là 12 triệu rưỡi, và với mức giá chỉ 8 triệu hơn thì tức là nó chênh nhau khoảng tầm lên tới là 4 triệu, hơn 4 triệu luôn đấy các bạn. Thế nên đây là một mức giá mà có thể nếu như các bạn không với được chiếc máy quốc tế thì bạn có thể lựa chọn được. Nhưng song song với đó thì bạn cũng phải chú ý một điểm, đấy là về cái vấn đề SIM ghép bây giờ thì nó có thể bị fix bất cứ một lúc nào, và biết đâu trong một cái khoảng thời gian nào đó đang bị giãn cách và bạn bị fix mất cái SIM ghép, bạn không còn cách nào để sử dụng một chiếc máy đó, thì đấy cũng sẽ là một vấn đề đau đầu. Nên bạn phải cân nhắc thật là kỹ trước khi mua những chiếc máy lock nhá. Rõ ràng mức giá 8 triệu hơn là một mức giá rất thơm và rất đáng để cho bạn mua chiếc iPhone 11. Nó chỉ bằng với mức giá của iPhone 10s bây giờ thôi nhá. Câu hỏi số 5 là câu hỏi của bạn Thành Nè. Bạn để lại là: anh đánh giá iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại đi anh. Cách đây khoảng tầm hơn 1 tháng mình có làm video về con iPhone 7 Plus rồi thì phải. Thì con máy iPhone 7 Plus á, nó sẽ phù hợp. Thứ nhất, đấy là bạn mua về không sử dụng với ứng dụng tác vụ nặng. Thứ hai, bạn cần một chiếc máy phải chụp hình đẹp, phải quay video 4K với chống rung tốt thì bạn mua iPhone 7 Plus. Còn lại tất cả những thứ khác liên quan đến việc là trải nghiệm màn hình này, trải nghiệm hiệu năng này, chơi game này, rồi thời gian sử dụng pin này, thì iPhone 7 Plus bây giờ không thể sánh được với những chiếc máy tầm trung mới ở cùng phân khúc tầm giá là hơn 5 triệu. Ví dụ như là so sánh với chiếc Redmi Note 10S là 7 Plus không ăn được. Hay là thậm chí đối với một số những con máy kiểu là OnePlus Nord CE 5G đợt vừa rồi giảm giá xuống còn hơn 5 triệu á, thì cũng không ăn được luôn. Nói chung 7 Plus bây giờ thì nó khá là cùi rồi, nên bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những sản phẩm Android tầm trung mới, hoặc là một số những sản phẩm Android flagship cũ ở cái tầm giá này. Nó sẽ mang tới cho bạn những cái trải nghiệm khác biệt rất nhiều so với con iPhone 7 Plus. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Khánh Đặng. Bạn để lại là: 7-8 triệu thì nên mua Android tầm trung mới hay là nên mua iPhone cũ? Nhu cầu là chơi game trong 2-3 năm, mong anh giải đáp. Thì đối với cái mức giá này á, mình khuyên bạn nên mua những con máy Android tầm trung mới nhá. Bởi vì nhu cầu chơi game của bạn từ 2-3 năm thì bạn cần phải có một cấu hình tốt, và cũng như là nó có thể đáp ứng những cái ứng dụng nặng trong thời gian dài một cách ok nhất. Với những con máy ví dụ như iPhone 10R bây giờ này, hay là con iPhone 10S này, ở cái tầm giá từ 7-8 triệu thì mình thấy rằng là nó bị nóng lên khá nhanh, nó ấm lên khá nhanh, và trong khoảng tầm từ 1-2 năm nữa thôi thì những con máy này nó sẽ không còn đủ sức để có thể gánh được những tựa game nặng, những tựa game mà có thể là các bạn chơi.
Thế nên rằng là những con máy iPhone ở cái tầm giá này thì mình không khuyến cáo, không khuyến khích các bạn mua để chơi game trong vòng từ 2 đến 3 năm. Còn một số những con máy mà bạn có thể lựa chọn ở cái tầm giá này để có được một cái hiệu năng tốt để chơi game trong vòng từ 2 đến 3 năm thì sẽ bao gồm: 1. Poco F3. 2. Là Poco X3 Pro. 3. Đó chính là con Redmi K40 Gaming. 4. Realme Q3 Pro. Và chúng ta sẽ có một đại diện đến từ Vivo, đấy là con IQOO bao nhiêu nhỉ? Nói chung là tầm giá này thì có khá nhiều những con máy có chip Dimensity 1200 hay là một số những con máy có chip Snapdragon 870 rất là ngon để cho bạn có thể lựa chọn và có tần số quét màn hình cao để chơi game mượt mà hơn. Thì đấy nhá. Đã chơi game ở cái tầm này thì nên lựa chọn Android mới. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi của bạn Phong Nguyễn Hoàng, cũng là một bạn rất là quen thuộc ở trên channel và bạn cũng thường xuyên để lại những câu hỏi, những thắc mắc cũng như là đi giao lưu với những bạn khác ở trên channel. Cảm ơn Phong Nguyễn Hoàng. Bạn để lại là thích iPhone 13 series thì lựa chọn con nào cho tối ưu ạ? Với iPhone 13 series, để nói về tối ưu thì iPhone 13 thường nó đã là một con máy rất là tối ưu rồi. Thứ nhất, pin tốt. Thứ hai, màn hình đủ đẹp. Thứ ba, camera ngon, bởi vì là con iPhone 13 thường nó đã được hưởng nguyên cái cụm camera, cái cảm biến chính của camera trên con iPhone 12 Pro Max. Thế nên nó đã giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm chụp hình chiếu sáng rất là ngon. Và pin trên con máy nó cũng đã được cải thiện hơn rất là nhiều so với con iPhone 12. Thế nên iPhone 13 là con máy tối ưu nhất và nó có pi trên bi đẹp nhất để cho bạn có thể lựa chọn sử dụng. Còn nếu như bạn muốn màn hình ProMotion thì khi đó thì có thể suy nghĩ để lên hẳn cái con iPhone 13 Pro, chứ đừng mua iPhone 13 Pro Max nhá. 13 Pro Max chỉ có mỗi cái là sắc to hơn và pin nhỉnh hơn thôi, chứ còn lại thì trải nghiệm nó chả khác bọt gì so với con iPhone 13 Pro. Mình mua con này cuối cùng cũng hơi hối hận một tí anh em ạ, cầm nó hơi to thế thôi. Còn tối ưu nhất thì mình thấy vẫn là con iPhone 13. Và trên đó là tất cả những câu trả lời của mình dành đến cho các bạn trong số video ngày hôm nay. Và các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ tổng hợp lại và chia sẻ đến cho các bạn ở những số sau. Video này thì dừng lại tại đây. Các bạn click đừng quên là một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.